Đây là bài 7 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Trong đoạn hội thoại trên, Ma Đại Vi nói chuyện với một bạn học sinh nữ. Nữ xuế sinh, nguyên văn là nữ học sinh. Nữ xuế sinh. Hay nói học sinh nữ. Nữ xuế sinh. Nữ xuế sinh. Hãy thử nói nữ sinh. Nữ sinh. Nữ sinh. Nam sinh. Nam sinh. Nam sinh. Bạn trai. Nam bạn hữu. Bạn gái. Nữ bạn hữu. Học sinh nam, nguyên văn là nam học sinh. Nam xuế sinh. Nam xuế sinh. Xin hỏi. Xin hỏi. Xin hỏi. Hãy nói đây là bạn tôi. Đây là bạn tôi. Đây là bạn tôi. 这是我朋友. Hãy nghe từ Vương Tiểu Vân. Wang Xiaoyun. Wang Xiaoyun. Wang. Wang. Xiao. Xiao. Yun. Yun. Wang Xiaoyun. Wang Xiaoyun. Hãy nhắc lại Vương Tiểu Vân. Wang Xiaoyun. Wang Xiaoyun. Mã Đại Vi. Mã Tào Vĩ. Lục Vũ Bình. Lưu Huy Bình. Đinh Lực Ba. Đinh Lị Bua. Lâm Na. Lín Nả. Hãy nghe từ ký túc xá. Sụ sửa. Sụ sửa. Âm Hán Việt là túc xá. Sụ. Sụ. Sửa. Sửa. Sụ sửa. Sụ sửa. Hãy thử nói ký túc xá của Vương Tiểu Vân. Nguyên văn là Vương Tiểu Vân của ký túc xá. Wang Xiaoyun de su shi. Wang Xiaoyun de su shi. Hãy thử nhắc lại bố mẹ của Ma Đại Phi. Ma Da Wei de ba ba ma ma. Ma Da Wei de ba ba ma ma. Học sinh của Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ đại học của học sinh. Ngoại ngữ đại học của học sinh. Ký túc xá của Vương Tiểu Vân.
王小云的宿舍，王小云的宿舍。